bên cạnh bên đó thì Missing cũng đã có luôn cho mình đó con Alista phối hợp với đội hình khả năng mở giao tranh rất mạnh của Vision Dawn. Cả hai đang sở hữu một đội hình mong muốn của mình ở trong vòng có vai chọn ván thi đấu đầu tiên này. Alista, Saya ở khu vực đường dưới. Thật ra thì bộ đôi đường dưới của bên Vision Dawn cũng không mạnh trong giai đoạn đi đường. Đặc biệt là Alista ở cấp độ, những cấp độ đầu tiên thì đây là vị tướng mình gần như bạn sẽ chấp nhận là đối phương sẽ đẩy được. Và tôi nghĩ rằng với cái chất tướng của cả hai đội thì ở một vài cấp độ đầu tiên, cụ thể là khoảng 3 cấp độ đầu tiên, thì Tiêu Anh vẫn sẽ đẩy được ở trong khoảng thời gian ban đầu. Và cách triển khai của Tiêu Anh tôi đoán thôi nha, cũng sẽ không thay đổi so với một số ván đấu trước. Họ sẽ đẩy đường dưới và con Rail Warner sẽ đi qua tìm Kanavi ở khu vực rừng cánh dưới sớm. Trận đấu bán kết 2, bán kết cuối cùng để xác định xem đối thủ của Weibo Gaming trong trận chung kết của Chung kết Thế giới 2023 là ai giữa T1 và Jin Dong chính thức bắt đầu bây giờ, với T1 bên phía đội 1 và Jin Dong bên phía đội 2. Bản thi đấu vẫn đang hết sức hấp dẫn, để coi rồng nguyên tố đầu tiên nó muốn gia tăng thêm cái tầm hấp dẫn bằng một con rồng gió để có thể tạo ra một cái yếu tố linh hồn rồng mạnh mẽ hơn ở trong bản thi đấu này không? Rồng hóa kỵ cũng được. Và di chuyển cấp độ 1 đến từ bên phía T1, nó không phải là một tình huống xâm lăng quá sâu, mà họ đang tập trung lại để có thể bảo vệ phần rừng của mình. Trước đó, họ đã cắm mắt rồi. T1 đã cắm được một con mắt vào khu vực bùa đỏ của Kanavi. Sau đó thì ở khu vực cánh dưới, Kerea và Gumayusi cũng tự tin di chuyển vào khá là sâu. Một ván đấu mà chúng ta đang thấy rằng cái lối tiếp cận của phía T1 nó đang thay đổi so Kanavi với những cái điều mà họ đã làm từ Kanavi trước. Kanavi không biết. Kanavi không biết. Tôi đang nhìn thấy anh ta kéo bãi sói giật ngược về phía khu vực cánh trên, tức là ta đang vẫn muốn di chuyển lên phần rừng cánh trên của mình. Và Kanavi không biết rằng rừng của mình đã bị cướp sạch ở khu vực cánh trên. Vì vậy, và Honor cũng đang di chuyển ra sau lưng của 369. Đợt lính đang đẩy cao, 369 sẽ là mục tiêu được chọn. Honor bắt đầu tiếp cận với bùa đỏ trên người. 369 bỏ chạy, anh ta đã bị làm nhầm, anh ta đã bị làm choáng. Và anh ta không có đường lui ở trong tình huống này. Chiến công đầu thuộc về Zed. Trong khi đó thì Kanavi đang tấn công ở đường giữa. Faker vẫn lui về được. Họ mạnh nhất ở những pha giao tranh giai đoạn sau. Và giờ đây thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu khi bị dẫn trước như thế này thì Jin Dong có thể hiện được cái sức mạnh đó của mình hay không. Khoảng cách lúc này đang là khoảng chừng 1000. Kanavi tổ chức một pha ăn rồng với sự hỗ trợ đến từ Nai còn ở đường trên. Zed lao vào trụ và solo kill. Một tình huống mà tạo ra lợi thế dành cho Zed. Chính bản thân của Zed cũng đã khuếch đại cái lợi thế này. Có lẽ như chúng ta cần phải xem lại tình huống solo kill khu vực đường trên. Nhưng trước đó chúng ta phải nói đến cái quyết định ăn rồng. Tôi nghĩ rằng tốt đến từ Kanavi. Mặc dù ăn rồng hơi tốn thời gian chút xíu, nhưng bởi vì cái lượng kinh nghiệm rồng bổ sung thêm cho anh ta khiến cho anh ta không bị thọt về mặt tài nguyên so với là Honor. Có vẻ như là kế hoạch rất nhiều những vị trí chủ chốt trong đội hình của bên Vision Dawn, điều kiện thắng của họ bị phá sản hoàn toàn. Với Rumble cầm thiêu đốt vào cánh trên, bạn muốn mình thắng đường, nhưng 369 đang thua đường toàn diện với hai lần nằm xuống chỉ trong vòng 6-7 phút đầu. Thế và họ đang di chuyển đội hình về phía khu vực này với đầy đủ cả 5 người, tất cả các tài nguyên của họ đều có, duy chỉ có Missing là mới chỉ cấp 5 mà thôi. Honor là người của Tiêu Anh đang đứng gần nhất ở khu vực hang sứ giả. Kerea cũng đang di chuyển tới, anh ta đã đạt được cấp 6. Gumayusi cũng đã có sân khấu tử thần sứ giả trong tay của Jin Dong, nhưng Tiêu Anh bắt đầu tràn vào thiên mệnh hóa vàng ba người. Tiêu Anh đứng đợi sẵn, Honor hút tung bốn người ở trong hang sứ giả. Nai cố gắng lao ra, mưa tên lửa khá đẹp, Kanavi thấp máu, Kanavi đã gục ngã, nhưng Nai cũng có được điểm hạ gục. 369 đang đốt tốc biến bỏ chạy, phát đạn thứ tư đem về địa bàn của Gumayusi. Jin Dong đang kẹt lại ở trong hang sứ giả, bắt buộc phải tốc biến đi, nhưng Guma vẫn có hai mạng. Cú làm cho thành công của Kerea, đó là mạng hạ gục cho Faker. 4 điểm hạ gục dành cho bên phía của Tiên Quan. Một dịp di chuyển, mặc dù bên phía của Jin Dong đã cố gắng để có thể ăn con sứ giả thật sớm, họ có được con sứ giả đó đến từ những cái nỗ lực của Nai để có thể nhặt được cái tinh thể, nhưng gần như là bên phía của Jin Dong bị chôn chân. Hỗ trợ của phía Tiên Quan, Kerea tiếp thời đẩy được lên khu vực giữa, đạt được cấp độ 6. Và Honor có một cú sức hút kinh hoàng, tạo ra lực hút kéo được cả 4 thành viên của phía đối phương, và đồng thời điểm đó ép luôn cả chiêu cuối đến từ Ruler. Mặc dù 369 cũng đã rất nỗ lực để có thể rải một cái chiêu cuối, tôi nghĩ là đẹp, để có thể tấn công vào Zed, nhưng đó là những gì mà bên phía của Jin Dong có thể làm được ở trong pha giao tranh này. 3 thành viên của Jin Dong đứng tựa lưng vào tường và họ bắt buộc phải tốc biến tất cả để thoát khỏi sân khấu tử thần. Nhưng với con ba, Kerea mở đường cho đồng đội lao lên tìm kiếm Nai sau pha làm choáng thành công. Và đó là một pha giao tranh mà T1 đã giành thắng lợi triệt để, tôi nghĩ là như vậy. Mặc dù vẫn phải có cái giá, nhưng họ vẫn hoàn toàn. Kanavi đang đứng rình Zed, Zed không tốc biến, nhưng 369 cũng không có thiêu đốt. Anh ta đã bắt đầu làm mềm Zed. Kanavi quyết định rằng quá mạo hiểm và đang bấm B về. Đã xuống đầu của anh ta chưa hồi. Đấm rồi,
đấm vào Zed. Pha sau chính tiến lên, Zed mất hơn nửa máu, anh ta lướt về trụ, vẫn đang bị đốt, vẫn đang bị đấm, và Canavi dứt điểm được Zed. Ui, vẫn có khả năng tấn công đến từ bên phía Kuzinong, đó tiếp tục là cái giá trị của bên phía Canavi. Mặc dù anh ta đang chưa có chiêu cuối, những cái lượng sát thương phối hợp tấn công cùng với lại 369 làm vừa đủ để có thể dứt điểm. Honor đang di chuyển dần vào. Rồi. Zed đã dịch chuyển ra ngay phía sau lưng hàng rồng. Canavi dứt điểm được rồng hay không? Đó là Zed Honor cướp được rồng trước Canavi, và sân khấu tử thần được mở. Nó chết chóc thật sự và Canavi gục ngã. Tình huống giữ chân Missing đã thành công. Missing bắt buộc phải cố gắng dùng tất cả mọi thứ, kể cả bất khuất của mình, để rút lui. Nhưng T1 vẫn là đội thắng lợi hoàn toàn với pha cạnh tranh vừa rồi. Cái lượng sát thương đến từ xuyên tâm kích của Honor kết hợp Honor của trừng phạt. Honor đang đi sâu vào đường phía đối phương. Anh ta vẫn đang cố gắng lết về phía bờ sông. Phải có hỗ trợ. Di chuyển ra hỗ trợ tạo giáp cho Honor, dùng lệnh sóng ấp luôn để cứu. Và anh ta không cứu được Honor. Kera làm cản không thành công. Nhưng có Thiêu Đô. 369 thấp máu. Nét vẽ đã bị né. Nhưng 369 vẫn nằm xuống với sát thương đến từ Thiêu Đô. Và phía bên này thì Faker dứt điểm Missing. Một đội hai vẫn có sự trợ giúp đến từ cả Kera và Faker, khiến cho cái pha bị hạ gục vừa rồi của Honor không bị lãng phí. Kera bắt đầu di chuyển liên tục với hành trình kỳ diệu, sẵn sàng để có thể có mặt hỗ trợ cho Zed ở đường trên. Đang đợi 369 bước lên cao một tí. Tốc biến của 369 chưa hồi lại, anh ta đã bị hóa màn. Zed đã bật chiến binh tận thế, cú bổ thành công, xiên xích địa ngục thành công. 369 gục ngã. Không có tốc biến, 369 có thể lấy gì mà chạy đây? Sức mạnh đến từ gông ba chúng ta đã nói ở trong dàn cấp và chọn, đó chính là cái khả năng đi ram. Kể từ thời điểm mà anh ta cấp độ 3, anh ta không thường xuyên xuất hiện ở khu vực đỉnh dưới nữa. Thay vào đó là anh ta xuất hiện ở khu vực đỉnh giữa. Và lần này dấu ấn của anh ta đã có mặt ở khu vực trên. Ruler đang bị tấn công, đứng đợi. Honor lao thẳng vào. Ruler vẫn còn khá nhiều tài nguyên. Và T1 không đe dọa được xạ thủ của Jindong. Họ cũng chưa có đủ khoảng trống để lấy được trụ một đường giữa. Sứ giả 2 được đẩy lấy trụ ở khu vực giữa. Sứ giả sẽ hút. Trong khi đó, Jindong vẫn đang tổ chức pha ăn rồng của mình. Missing di chuyển dần về phía đồng đội. Còn Zed là người tạt từ phía sau tạt tới. Nai đang đứng nấp trong bụi để có thể chặn đường của Zed. Canavi gầm quy để có thể đẩy Zed ra, quay lại tuyến sau để có thể phá con mắt kiểm soát. Rồng sẽ hết kiên nhẫn và lui trở về hang của mình. Sứ giả đã hút vào tới trụ 2, nhưng rồng vẫn là nơi tập trung của cả hai đội. Hành trình kỳ diệu của Ruler. Anh ta đi thẳng vào trước mặt của Zed, nhưng có đồng đội kế bên. Zed bắt buộc phải tốc biến qua tường. Mưa tên lửa rải khá đẹp. Zed bị băng và Zed sẽ gục ngã dưới sát thương cuối cùng đến từ Canavi. Trong khi đó phía bên này, 369 đang sấy Kera. Honor cũng thấp máu. Jindong tiến lên. Họ tìm được Honor. Một cuộc chiêu cuối rất đẹp của Faker kết hợp với Honor đem về 2-3 gục dành cho T1. Nhưng phía bên này thì Nai vẫn đang quẩy, rất nhiều thành viên của T1 thấp máu. Nai tốc biến qua tường, bắt Gumayusi phải tốc biến né phi tiêu của mình. Faker dứt điểm đã trúng, và Gumayusi cùng với là Honor vẫn đang triển khai tốt pha phối hợp 2-2, và họ đẩy lui được Nai và Missing. Faker quay trở lại sau khi đã có được cú double kill, đặt quả cầu ra. Anh ta né khỏi tầm sử dụng kỹ năng của Missing và Nai. Nét vẽ lại trúng, Nai là người bị giữ chân lại, anh ta đã không còn tốc biến nữa. Và Missing là người đã bị kẹt lại, bị dứt điểm Honor. Phi tiêu của Nai trúng, nhưng đó là cú Gumayusi với pha dứt điểm. Đó có thể gọi là một tình huống quét sạch không chính thức của anh phía T1 với 5 điểm hạ gục. Họ dứt điểm các thành viên của anh phía Jindong. Những món trang bị phòng vệ được lên khá là sớm. Anh trình kỳ diệu, Kera cực kỳ tự tin. Và anh ta giữ chân làm chậm nên Missing nét vẽ cũng trúng, sân khấu mở luôn. Và bất khuất bắt buộc phải dùng. Missing vẫn bị dính cú lệnh sóng âm, và Faker đã giúp cho Kera có được điểm hạ gục cộng với cả trụ 2 đường giữa. Một lợi thế nữa dành cho T1. Và những cái chiêu cuối họ sử dụng chỉ là một mà thôi, và nó sẽ hồi rất nhanh. Lệnh sóng âm Faker sẽ hồi rất nhanh. Faker không ngại tiếc chiêu cuối để có thể giữ chân được Missing. Một trong những cái điểm được khi mà tiêu diệt được Missing là triệt tiêu cái lượng tâm nhân. Wow, làm chán tốt của Kera. Xử lý kỹ năng quá ác, và Nai bị mất hơn 60% máu của mình. Phía bên này, Canavi sử dụng chiêu cuối mưa tên lửa cũng rất đẹp. Sát thương dứt điểm của họ đã có, họ dứt điểm được Kumayusi. Có một chút xíu khoảng trống dành cho Nai, nhưng ta vẫn chưa dám quay trở lại pha giao tranh. Còn Zed đã có mặt ở đây, xiên xích địa ngục đã trúng. 369 bị giật lại, liên tục là những cú bộ của Zed. Missing có mặt để hỗ trợ đồng đội, giúp cho đội hình của bên phía Jindong lui về được. Còn Nai thì cũng thoát đi được. Như vậy T1 mất Gumayusi và chỉ để được thêm một mạng của Canavi mà thôi. Và đội hình của Jindong đang phải lui ra, nhưng T1 không muốn dừng lại. Họ đã bắt được Canavi với pha hỏa vàng. Faker đứng đợi sẵn, Canavi bắt buộc phải tốc biến. Xiên xích địa ngục vẫn trúng, nhưng Zed đang gặp nguy hiểm. Sân khấu tử thần được mở. Như vậy này Missing đang phải bỏ chạy. Và Faker xoáy ba người. Double kill dành cho Zed. Faker tự tay dứt điểm này. Và pha sau cùng kill ngã. Missing sẽ là người cuối cùng nằm xuống. Thậm chí sạch dành cho T1, và họ sẽ dứt điểm ván đấu đầu tiên.
còn Jin của Gumayushi vẫn đóng góp được cái lượng sát thương. Faker, thật sự tôi không nghĩ đây là sườn dốc sự nghiệp của Faker nữa rồi. Anh ta đánh như là một chàng trai 18 tuổi. Quá áp lực, những tình huống xoay của anh ta đều trúng vào đa mục tiêu. Một bán đấu đầu tiên mà Tiêu Anh đã dẫn trước từ đầu cho đến cuối, từ pha cướp rừng đầu tiên của Honor cho tới tất cả những diễn biến tiếp theo, và họ đã có được tỷ số 1-0 sau ván đấu đầu tiên của cặp đều năm. Điều mà tôi muốn nói ở trong cái ván thi đấu này đó chính là cái cách tiếp cận của MVP Team One nó hoàn toàn khác. Nó giống như là cái phương thức mà bên phía của Weibo họ đã tiếp cận ở trong cái kèo thi đấu BL5 vừa qua. Đó chính là bên phía của Weibo họ cũng đánh lên cánh trời. Và lần thi đấu này thì bên phía của Team One cũng ban bích rất khéo và tạo ra một cái thế trận đánh lên cánh trên dành cho con bài của Aatrox, dành cho Zed. Và đó thật sự là cái cách tiếp cận khiến cho bên phía của Jin Dong bị bất ngờ. Và khi mà đạt cấp độ 7 với những cái đồ trên người thì chắc chắn là chúng sẽ không còn ngại Kassadin nữa. Như vậy chúng ta vẫn sẽ có hai xạ thủ đường dưới cho bên phía của Jin Dong, với Missing sẽ cầm Senna và Kalista trong tay Cooler. Dù gì thì đây cũng sẽ là một lựa chọn giúp cho cái tỷ lệ kiểm soát được đường dưới của Jin Dong sẽ tăng lên rất là nhiều. Đúng là như vậy, và có thể là JDC họ sẽ quan tâm tới cái đường trên nhiều hơn trong ván thi đấu này, bởi vì rõ ràng là con bài Aatrox sẽ gặp một chút khó khăn và cánh rừng của Vi có thể sẽ đẩy từ dưới lên trên. Nếu như Vi đẩy từ dưới lên trên Honor, nhưng mà hơi đáng tiếc là con bài Maokai là con bài hơi khó để băng trụ. Có lẽ rằng là Vi sẽ vẫn khởi điểm từ dưới lên trên để anh ta có thể sẽ can thiệp lên 369 càng sớm càng tốt. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai, khi mà hạt giống số 1 VBL Jin Dong chuyển qua bên phía đội 1 và T1 hạt giống xoay LCK bên phía đội 2. Điểm qua những cặp siêu cấp bên cả hai team là hiện tại thì chúng ta thấy là Nai ta cầm là một cái thiên thạch trong đấu ruler, là mưa kiếm, anh ta muốn đi lên một cách tối ưu. Và hơn nữa thì Missing cầm hồi máu, trong đấu ruler cầm thanh tẩy. Ở bên này thì Gumayushi không phải là mưa kiếm mà anh ta quyết định cầm bước chân ở top, tức là anh ta vẫn sẽ lên đồ theo hướng là sát xạ thủ chủ lực. Trong khi đó thì Carrier là mưa kiếm và anh ta có thể kích cho mình cái lá chắn sớm để có thể cấu trở máu đối phương. Chúng ta sẽ điểm qua những cái vòng rừng của hai team sẽ là như thế nào đây. T1 tiếp tục có một pha di chuyển rất sâu vào phần sân của đối phương với Keria dùng máy quét để gây áp lực. Sau đó Honor cũng di chuyển vào theo. T1 hình như họ vẫn quyết tâm kiểm soát vòng rừng của Karavi ngay từ cấp độ 1. Giờ đây thì 4 thành viên của mỗi đội đang đứng nhìn nhau ở khu vực bãi chim. Tán xạ tiễn của đội đã trúng, Missing là người mất máu, nhưng Keria cũng bị dính rất nhiều sát thương. 369 và 369 cũng đang có mặt ở đây. T1 vẫn đang tiếp tục tràn lên, Missing thấp máu, ngay lập tức bên phía T1 cũng đang rút ra, không rút ra hết, họ vẫn đứng để hỗ trợ cho Honor giải quyết bùa xanh của đối phương. Rất nhiều thành viên của hai bên thấp máu, tán xạ tiễn gây sát thương liên tục. Missing tuy còn đúng một chấm máu mà thôi, Karavi đâm trúng vào Honor. Honor giật ngược ra, sát thương trả lại liên tục. W nâng thành công và chiến công đồng dành cho Honor. T1 có được thêm một điểm hạ gục nữa khi mà Gumayushi trước điểm Missing. Rõ ràng là T1 họ đã rất tự tin trong việc là tiến thẳng vào phần rừng của JDG trong tiểu này. Faker trong ván thứ này, anh ta cầm mưa kiếm và hơn nữa thì đối phương không có tốc tiến nữa, nên là Faker đang có một giai đoạn đi lane được đánh giá là rất ổn với một Corona trong kèo đấu với Azir như thế này. Còn bây giờ Kassate 369, anh ta vong xin lính ở giữa trụ 2 và trụ 3. 369 đang có những pha xử lý rất tốt ở khu vực cánh trên. Honor có mặt ở đường dưới, bắt ruler phải tốc biến, nhưng góc này có quá hẹp hay không đây? Ruler vẫn lui về được trụ, anh ta đã bị ôm lại, anh ta vẫn đang bị bắn liên tục, đã có thanh tẩy phát đạn cuối cùng sẽ có, và đó là Keria. Tầm đánh của Asa phát huy tác dụng, Missing còn đúng một chấm máu. Karavi đang tới, đấm ai đây, đấm Honor, và Honor nằm xuống. Keria bật lá chắn quay ngược lại trả sát thương. Karavi tốc biến để dứt điểm đối phương với double kill cho xạ thủ của Jin Dong. Và sẽ là tình huống mà phản ganh thành công bởi Karavi, anh ta đã có được 2 mạng. Trong khi đó thì JDG họ chỉ nằm xuống một mạng duy nhất của Ruler mà thôi. Vừa rồi thì do Faker đã mất phân chia thiên hạ, cho nên là Nai đã tự tin để có thể chiếm được quyền kiểm soát ở khu vực đường giữa. Sau đó gọi thêm cả Missing và Ruler ra để có thể lấy thêm lớp giáp trụ. Honor thả một cú quyền lực thiên nhiên, nó có thể giữ chân Missing lại. Nhưng xung quanh liệu có tiến lên được hay không? Vẫn chưa tiến lên được. Zed từ phía sau lao tới, anh ta đã tìm được Ruler, bổ liên tục. Ruler đại băng tiện bắn không trúng ai tả. Karavi không có tốc biến, xoáy trúng và Honor nằm xuống, nhưng Karavi cũng đi luôn. Mỗi bên mất một rừng.
Nhưng đây là giao tranh 5 vs 4. T1 họ có 5 người, trong khi đó JDG họ chỉ có 4 người mà thôi. Và người còn lại của JDG là 369 đang đẩy đường trên này. Vare và T1 trao đổi không có lời so với đối phương. Đường trên của bên phía Jin Dong vẫn vững vàng như một hòn đá tảng. Anh ta đẩy được đợt lính vào, rất đã kịp có mặt để có thể hứng. Nhưng đây là thời điểm mà 369 sẽ về và hoàn thành, cũng như sẽ hoàn thành xong được trang bị lớn đầu tiên của mình. Ở thời điểm phút thứ 15 này, tiền thì cũng không chênh lệch nhiều. Jin Dong là người đang có lợi thế với khoảng tiền 400 hơn so với T1. Nhưng có một điểm là JDG họ đã tung ra tương đối nhiều phép bổ trợ ở pha giao tranh vừa rồi. Cũng là không có tốc biến missing, cũng không có tốc biến hồi máu. Do đó đây là thời điểm mà T1 họ có thể sẽ chủ động trong việc là kiểm soát mục tiêu lớn. Họ quyết định lấy dầm. Thực ra đội hình họ đánh giao tranh là dễ hơn so với đối phương về giai đoạn sau, đặc biệt là phút mid game và late game, với khả năng thả quyền lực thiên nhiên với con Aatrox cùng với cả một con Azir kia. Do đó thì nhiệm vụ của T1 rất đơn giản thôi, lấy rồng là cái thứ nhất, thứ hai là ngắt mạch rồng của đối phương là ổn rồi. Họ sẽ không cần quá phụ thuộc vào linh hồn rồng, tất nhiên có tốt. Nhiệm vụ của họ lớn nhất là không cho đối phương có được linh hồn rồng. Nhưng mà pha rồng này ngay lập tức thì là Jin Dong lời hơn, do là họ lấy được cái trụ một đường trên cho 369. Rồi bây giờ thì T1 sau khi đẩy xong đường giữa với cái đĩa mặt trời được dựng lên bởi từ Faker, họ đã kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. JDG đã muốn di chuyển thẳng ra hang rồng. Đại băng tiễn đã trúng, Honor bắt đầu tiếp cận vào, họ ôm được vào Canopy nhưng Honor đang bị cô lập. Anh ta bị đấm liên tục, Honor tốc biến đi không kịp, Honor là người nằm xuống. 369 có mặt, cú xoáy thành công khiến cho Zed gục ngã. 369 tràn thẳng lên với pha tốc hành, nhưng Jin Dong thấy rằng mình đã lấy được những cái mình muốn. Họ quyết định giật ngược trở về. Họ đang tìm góc để đánh cho dòng này dễ dàng hơn, bởi vì góc này là góc hơi xấu. Hùa đang chạy thẳng ra khu đường giữa trước đã, sau đó họ mới tiến thẳng tới khu vực hàng rồng, đẩy đường giữa tạo tiên cơ tiến ra hàng rồng. Và chúng ta thấy được sức mạnh đến từ Senna kết hợp với cả Orianna ở pha giao tranh vừa rồi ở một góc hẹp. Quá nhiều khiên được bốc lên và T1 không có bất cứ một cách nào để họ có thể xuyên thủng được cái hàng phòng ngự đấy, bởi vì 369 là người đến sau. Faker vẫn đang cố gắng nhìn về phía rồng nhưng anh ta không có trừng phạt, chẳng cách nào Faker có thể giữ con rồng này cho T1 cả. Và con rồng đầu tiên thuộc về nhà vua LPL. Và hơn nữa là JDG họ có được hai mạng ở pha thi đấu đó, và từ đó họ có được cái lượng tài chính gia tăng. Anh ta đã có được hai món chuẩn bị lớn rồi, anh ta bắt đầu muốn luôn ra vị trí phía sau của JDG. Nhưng với kiểu lên đồ sát lực thì anh ta tương đối mỏng, phải hết sức cẩn thận trong việc lựa chọn tình huống làm bạn. Đại băng tiễn trúng một Canopy Queen là thiên nhiên cũng đẩy Faker. À xin lỗi, quang Keria là người bị dính trận sóng âm. 369 đang tiếp cận, cú VUC bị bắt lại và đó là Canopy tự tay dứt điểm anh ta luôn. 369 tiếp cận được tuyến sau của T1, Canopy lại lao vào đấm và Honor đã phía bên này, anh ta bị bế ra và 369 dứt điểm luôn. Rất đang phải lui về, nay còn đúng một chấm máu, Jin Dong chỉ mất một người mà thôi. Và hiện tại thì Jin Dong họ có thể nghĩ tới cái Baron này, về nhà có dịch chuyển bởi này. Một tình huống mà cố gắng mở đến từ T1 ở pha thi đấu đó, không nhưng trừng mà sát thương của họ là chưa đủ. Và hơn nữa thì Gu Majuxi bị khóa lại bởi các thành viên của JDG. Vậy bây giờ xạ thủ của T1 không có Honor, không có tồn tại, làm sao trừng phạt? Đây bên kia có Kalista. Zed vẫn đang cố gắng di chuyển tới. Faker dịch chuyển từ nhà ra với đầy đủ tài nguyên, anh ta có phân chia thiên hạ, anh ta có tóc biến, anh ta vừa mua thêm Nanasor. Baron 1000 máu, Baron dành cho Jin Dong. Zed đang gặp nguy hiểm, anh ta không còn tốc biến nữa, anh ta bị bắn liên tục với Messing. Nai bắt đầu tiếp cận, Keria đã gục ngã. Faker lao vào tìm kiếm Ruler, nhưng Ruler không nằm xuống mà Faker mới là người gục ngã. Và Baron dành cho JDG. Bây giờ cái cửa của T1 trong ván thi đấu này đã là rất khó rồi. Bách phải chúng làm gì đây, không có chúng tác dụng. Và tất nhiên là chúng rồi nhưng không có tác dụng. Họ có thể suy nghĩ về điều đó, tốc độ ăn Baron của họ cũng ở mức khá, nó không phải là quá nhanh nhưng mà nó mất cả. Canopy mở thẳng vào Faker, ta đấm thẳng luôn, ta có đủ sát thương và missing. Dứt điểm Faker, Canopy vẫn còn giáp thiên thần, đồng đội của anh ta đang đứng kế bên. Canopy sẽ hồi sinh lại và xuyên tính kế bên hỗ trợ, nhưng Canopy đập bẫy và nằm xuống. Kumelsi tốc biến né khỏi lệnh sóng âm, bắt phát bắt trúng vào người của này. T1 đang muốn phản công ngược lại, họ giữ chân được này, họ dứt điểm được này, nhưng sao đã nằm xuống. 369 đang quẩy ở tuyến sau của T1 và không có khả năng chống cự từ Kumayushi. T1 mất toàn bộ đội hình của mình và ván đấu thứ hai thuộc về Jin Dong. Rõ ràng là cái nhịp một T1 họ đã làm khá tốt khi mà một mạng đổ một mạng ở trong tình huống đó. Canopy đổi lấy Faker và hơn nữa là giao tranh đó là giao tranh mà không phải là thế thua, bởi vì Wu Majuxi đã tấp biến để né lệnh sóng âm. Nhưng 369 tới một con Kassate nó quá khủng khiếp, phá nát đội hình của T1. Bây giờ JDG họ đã có được cái nhà lính ở đường giữa và sau đó họ quay thẳng ra con Baron này để tấn công. Tốc độ từ con Baron của họ là rất nhanh với con bài Kalista có dây vỏ trên người. Bây giờ thì JDG họ đang tiến từ từ tiến chậm rãi xuống đường dưới và sau đó là con rồng này, con rồng thứ 5 của ván thi đấu. Và JDG sẽ có được con rồng lửa thứ 3.
ba rồng lửa. Mặc dù chưa tới mức linh hồn rồng, nhưng đây vẫn là một cái lượng chỉ số sát thương cộng thêm cực kỳ đáng sợ dành cho Jindong. Hồi nãy tôi thấy một pha mà Missing bắn đúng một phát mà pha đó, nhưng mà tôi nhớ là Kumayoshi hay là Kera đi phải 300 máu. Những cái nhà lính của họ thì ở đường giữa, chỉ còn 9 giây nữa là hồi lại. Một cơ hội nữa để phòng ngự dành cho T1. Bắt đầu sẽ tiếp tục coi những cái bẫy được đặt ra bởi Kumayoshi. Bây giờ thì JDG họ đang muốn đẩy đường dưới này. Ba cửa đã có, những cái nhà lính đường giữa sắp hồi. Nhà lính đường giữa đã hồi rồi, T1 họ sẽ dựa cái nhà lính này. Kadavi đang đứng ở đường giữa, anh ta bị cấu tỉa máu bởi Kera, nhưng không xi nhê gì. Rớt muốn luôn sau. Anh ta đang đứng sau lưng đội hình của Jindong. 369 là người bị dính đại băng tiện. Rớt bắt đầu bổ vào tìm kiếm Ruler, tìm kiếm Nai, chặt được Nai nhưng đồng hồ đã được kích hoạt. Sau đó Kadavi đang dẫn đầu đội hình của Jindong. Missing giữ chân Rớt lại và Rớt trở về dạng hồi sinh. Đội hình T1 chỉ có thể rút lui mà thôi. Nhưng rút về đâu bây giờ khi 369 đang búa tiến sau. Anh ta có được double kill. Tìm kiếm người tiếp theo đó là Kera. Q3 đã tung Kera gục ngã. Triple kill cho 369 và Jindong chính thức cân bằng tỷ số 1-0. Và từ đâu đó chúng ta đã kết thúc rồi. Hiện tại tỷ số là 1-0 và cặp thi đấu này đã quay trở lại vạch xuất phát từ bộ 5 về bộ 3. Một ván thi đấu mà T1 quá rủi ro ở con rồng thứ 3 và họ đã phải trả giá. Ở thời điểm đó là thời điểm mà ngưỡng sức mạnh của JDG họ tới. T1 họ có hai con rồng làm vốn rồi, họ đã có giai đoạn early game tương đối tốt so với đối phương, nhưng mạo hiểm trong một tình huống và họ phải bỏ lại cả một ván thi đấu. Với sự lựa chọn Talia ở khu vực đường giữa thì bây giờ bắt buộc cho 369 phải đánh một cái kèo có sát thương, chứ không thể nào chơi những con tướng như là Honor khu vực đường trên được. Thì đây là cái quyết định về mặt tổng thể đội hình thì tôi nghĩ là chấp nhận được đến từ bên phía của Jindong. Những tỷ lệ thắng ở con đá sấu của kỳ chung kết thế giới chúng ta đang thấp. Nó không cao, nó tầm 40% thôi. Cho nên là đây là một vị tướng mà gọi là một vị tướng bị nguyền, một trong những vị tướng bị nguyền của chung kết thế giới 2023. Nhưng ở trong ván đấu thứ 3 này khi đã không còn một lựa chọn nào chắc chắn hơn thì 369 vẫn sẽ phải quay lại với Renekton để đối đầu với lại Aatrox, bởi vì về mặt chất tướng thì đây là lựa chọn cũng có cơ sở khắc chế. Hai đội đã hoàn thành xong đội hình của mình. Bây giờ cái vấn đề mà tôi muốn đặt ra là liệu cái combo này của T1 có thắng được đường dưới hay không, bởi vì nếu như xét về mặt chất tướng vậy thì ván 3 này chắc chắn họ cũng sẽ phải cố gắng làm được điều đó trong khoảng thời gian ban đầu và hy vọng rằng mình sẽ thành công. Trận ván kết 2 của chung kết thế giới 2023 giữa T1 và Jindong sẽ chính thức bước vào ván đấu thứ 3. Và ở ván đấu này T1 đội 1 và Jindong đội 2. Để coi có điều gì thú vị đến từ cho KNV hay không, đây chúng ta sẽ có một cái tăng tốc phao khu vực giữa của Nai. 4 thành viên thậm không 5 thành viên của họ đang di chuyển xuống khu vực được dưới. Họ đang ngại một cái thế đội cánh rừng đến từ bên phía của T1 với việc di chuyển rất nhiều thành viên ở khu vực được dưới như thế này. Như vậy là Jindong nói rằng các bạn chơi được thì chúng tôi cũng chơi được, các bạn làm gì tôi làm cũng giống giống. Và Kanavi đang ngay sau lưng họ. Kera bị làm mềm liên tục. Bộ đôi đường dưới của T1 chỉ còn lại hai phép bổ trợ tốc biến mà thôi, chứ cái thiêu đốt sẽ không có nhiều ý nghĩa lắm trong việc chống băng trụ. Kanavi suy nghĩ, tại vì lượng CC của họ khá ít nha. Họ có sát thương rất nhiều nhưng họ ít CC, nhưng mà đợt lính này rất nhiều. Họ quyết định tấn công. Mục tiêu được chọn lựa sẽ là Kumayoshi. Tất cả mọi thứ dồn vào và không thể nào né như đòn đánh thường. Ruler vẫn sẽ sống nhưng phát bắn cuối cùng Missing gục ngã. Sau đó tốc biến qua tường, Kera gỡ mạng. Double kill cho hỗ trợ T1. Một pha xử lý đến từ Kumayoshi khi mà anh ta cố gắng đánh vào con lính đánh thường để có thể cố gắng đạt được cấp độ 2, nhưng không kịp đủ thời gian đó. Mà dù sao thì chúng ta cũng đã thấy sát thương đến từ trụ đã hỗ trợ cho bên phía T1 tốt như thế nào. Cấp độ của anh ta đang là đứng chót, thậm chí là thua cả Missing luôn. Anh ta đã bị thọt rất là nhiều, mất rất nhiều thứ, chênh lệch khoảng chừng 20 chỉ số lính so với lại Ruler. Một trong những lối chơi không thường thấy đến từ Kanavi khi mà anh ta sử dụng hồ không, thường là anh ta sẽ ưu tiên tới cái vòng rừng để có thể farm, nhưng lần này thì anh ta đã hy sinh khá là nhiều khoảng trống của mình. Trong nguyên tố đầu tiên, Honor rất tinh quái bởi vì anh ta đang có cái dịp đẩy tốt ở được giữa và được dưới. Rồng sẽ thuộc về trong tiên của T1. Nhưng mà cái con rồng này, khi anh ăn rồng thì Kanavi sẽ có khu trên, và Kanavi có thể có luôn một hai bãi quái rừng cánh trên của bên phía T1 nữa. Bên cạnh đó thì cánh trên nãy giờ chúng ta chưa nói tới nhiều thì 369 cũng đã có giai đoạn đi đường rất là tốt. Chênh lệch về mặt chỉ số lính của anh ta trong cái kèo thi đấu này cũng đã được tạo ra, và khoảng trống như luôn cũng đã chia sẻ dành cho Kanavi để có thể gường lại ở trong cái vòng rừng của mình cũng mở ra. Ngoài việc ăn cua trên, anh ta có khoảng thời gian trống để có thể cướp luôn cho mình đội công tốc của Honor. Dịch chuyển lên luôn, 369 đã dịch chuyển từ nhà ra. T1 ra hơi chậm rồi, Kera mới đi được nửa đường mà thôi, hay nói chính xác là chưa được nửa đường. Missing đang ngay sau lưng.
Siwan đang cố gắng câu giờ chờ đợi Kera tới được với hàng sứ giả. Tốc độ di chuyển của Kera khá tốt. Còn ở đường dưới, Kuma đang bị tấn công nhưng anh ta đã thoát khỏi pha uy hiếp đó bằng cách tốc biến phía bên này. Thì pha lao vào của Faker bị chính cú làm choáng và Faker nằm xuống. Đây là lý do tại sao Talia khắc chế Azir, rất bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy. Kera có mặt hỗ trợ đồng đội của mình, bắt được Kavi với pha bắt tay, nhưng Messing cũng đã tới. Kavi vẫn đang cố gắng tìm kiếm một sứ giả. Honor là người kéo được sứ giả, nhưng có ai lượm được nó hay không? Tiwan đang quay ngược trở lại hàng sứ giả. Kera nhặt luôn. Phía bên này Nai thấp máu bắt buộc tốc biến qua tường. 1-9-1-10 và Nai rút về với 100 máu hợp chất điên loạn của Kera khép góc. Missing không còn phép bổ trợ nữa, nhưng lượng máu đến từ Z và Kera không đủ đầy. Con sứ giả vừa rồi đã thuộc về cho bên phía của Tiwan. Và tiếp tục là Kera có mạng. Thì như đã nói, tôi vẫn nghĩ rằng Kera có mạng là điều mà Jindong thích nhất trong số 5 người của bên phía Tiwan. Thì đó là điều gọi là đỡ nhất cho anh phía của Jindong rồi. Bây giờ quay trở lại với khu vực cánh trên thì Kanavi đã hồi lại chiêu cuối chưa? Đúng một giây đã hồi lại. Z đang cố gắng chống cự nhưng ta không có tốc biến và đã phải gục ngã. Điểm sáng đến từ bên phía của Jindong. Khi mà Kanavi chơi con ngộ không bằng một cách nào đó, anh ta vẫn xanh. Bán thi đấu này thì anh ta đang có cây đây rất tốt, có khoảng trống để có thể khai thác tấn công cùng với lại 369 khu vực trên. Ba lớp giáp trụ đã thuộc về cho bộ đôi 369 và Kanavi. Z toan rồi, Z thực sự đã toan rồi khi mà anh ta đang thua tới 30 chỉ số lính và gần như là thua trọn vẹn tất cả những lớp giáp trụ ở khu vực cánh trên. Con Aatrox này sẽ không thể nào đương cự được ở cánh đẻ trước Renekton của 369 nữa. Còn cánh dưới thì cũng đưa ra một cái câu trả lời cho bộ tứ của phía Tương Quan. Họ tấn công giải quyết con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cho linh hồn rồng sẽ xuất hiện ở trong cái ván thi đấu này, sẽ là linh hồn rồng nào. Quay trở lại với cái rồng gió, bài toán con ngộ không của Kanavi thì anh ta vẫn đang xanh. Và chúng ta đã có được cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên đến từ búa rìu sát thần của Kanavi rồi. 369 sau một loạt những cái khoảng trống anh ta bào những cái công trình khu vực trên, truy hấp huyết cũng đã được hình thành. Nhưng mà Kanavi ở rất đúng nơi đúng chỗ. Các bạn có 3 người, chúng tôi có 2 người. Và 2 người của Jindong khá mạnh, thậm chí là họ gọi luôn khu dịch chuyển tất cả mọi thứ vô của 369. Con cá sấu này vẫn đang chống cự được. Đại băng tiễn bắn tới, bên phía T1 sẽ mất lại một người, đó là Z nằm lại trong trụ của bên phía Jindong. Nhưng Kanavi cũng thấp máu, bị làm choáng thôi. Honor không dứt điểm được, Honor phải lui ra. Một cái cứu cánh của Kera là không đủ. Missing đã đóng góp lên khu vực cánh trên với một tình huống đại băng tiễn trúng vào người của Z, và nó khiến cho Z bị đóng băng một khoảng thời gian rất lâu, và anh ta gần như là nằm trong vòng tay của các thành viên còn lại của phía Jindong. Rồi, Faker vẫn đang có mặt ở đây. Con sứ giả vừa rồi Honor hiệu triệu lên khu vực cánh trên luôn, thì sẽ có một cái nhịp để có thể tấn công tiếp dành cho phía của Tiêu Quang. Nó sẽ khiến cho Faker phải luôn luôn ở trong cái áp lực. Anh ta phải là người làm được nhiều thứ hơn so với lại Nai. Honor khá là trâu, mặc dù bị kéo máu nhiều như vậy nhưng đây là con reo vẫn một lượng máu tương đối. Rồng hết kiên nhẫn quay trở lại hang của mình. Liên tục là những pha cẩu máu đến từ Ruler, nó khiến cho Tiêu Anh bị làm mềm trước giao tranh. Rớt vòng sau. Khúc này thì Jindong rõ ràng là đang sẵn sàng bước vào cái vị trí giao tranh. Đội hình của họ đang chạm ngưỡng sức mạnh rồi. Với một con cá sấu nâng 2 điểm chiêu cuối, ngộ không của Kanavi mới cấp độ 10 mà thôi. Nhưng sức ép đến từ một con ngộ không xanh sao cũng đang tạo ra một cái áp lực lớn mà bên phía của Tiêu Anh phải hứng chịu. Honor đang di chuyển vào, anh ta quyết định mở. Faker cũng vào chung phân chia thiên hạ hai người. Và Kuma Yuzi có được double kill. Kanavi vẫn đang cố gắng múa. 369 quậy với thần cá sấu. Ruler đứng phía sau bắn, nhưng Varus sắc lực có vẻ như bắn không chất lượng lắm. 369 quậy không nổi nữa và anh ta gục ngã. Tính ra tôi vừa mới khen cái sức mạnh giao tranh đến từ bên phía của Jindong Gaming thì T1 là một pha wombo combo với Honor là khởi đầu tất cả. Và hãy nhìn vào cái nhịp để có thể theo bàn tay trái của mình đến từ Faker là lướt phân chia thiên hạ, đẩy được hai, trong đó con Nai dứt điểm nhanh chóng. Họ đang chờ đợi thêm một cái ngưỡng món trang bị thứ hai dành cho đội hình của mình, với việc Faker sẽ chiến binh tận thế. Ruler đã tốt biến rồi và anh ta khó thoát pha này. Một phát đánh thương nữa thôi, đó là mạng shutdown cho Zed. Mặc dù anh ta cũng phải đầu tư tài nguyên nhưng mà anh ta có đồng đội đứng ngay phía sau. Kanavi bị chặt liên tục, Kanavi cũng phải tốt biến. Kanavi chạy được với 200 máu hợp chất điên loạn thả ra để T1 có thể rút lui. Nhưng họ đã có một cú dịch chuyển của Faker để đảm bảo rằng mình có đủ người, và họ đang suy nghĩ về việc ăn Baron. Vừa mới nói họ không phép hỗ trợ dịch chuyển đi, Zed đã có tình huống di chuyển rất tinh quái tấn công vào người của Ruler khu vực giữa. Missing hỗ trợ cho Ruler bằng một tình huống đại băng tiễn, nhưng mọi thứ đã quá trễ, không có tầm nhìn. Missing đang cố gắng di chuyển vào để có thể cấm những con mắt tim cho những người đồng đội của mình. Kanavi không có tốc biến,
Canavi còn một cú chim mồi, còn một hạt thông nổ để xuống hang Baron. Baron còn khoảng chừng 2.700 máu. Faker cố gắng đẩy Canavi ra, Baron thuộc về T1. Thần ca sấu được bật, nhưng 369 không tiếp cận được con Canavi đã gục ngã trong hang Baron. T1 đang tìm kiếm con cá sấu ở khu vực cánh trên. Z đã vào vị trí, Honor xuyên tâm kích thành công giữ chân 369 lại. Và con cá sấu này chắc chắn là sẽ gục ngã dưới những hạt chặt đến từ quỷ kim Darkin. Đó là phản hạ gục chăng? Vẫn chưa! Hai mạng dành cho Jindong. Honor mất máu nhiều quá, một chiều cuối quay ngược trở lại. Anh ta cố gắng tấn công 369 nhưng không được. 369 vẫn sống và T1 mất rất nhiều mạng. Cái chuyện gì nó đang xảy ra thế này? Jindong đã có một tình huống lực giao tranh không tưởng. T1 là đội đang đứng ở trong khu vực hang rồng, chỉ còn một con rồng nguyên tố nữa, họ sẽ có linh hồn rồng gió. Faker là người đang chặn đường xuống của đối phương từ khu vực bùa xanh. Zed cũng đang ở vào vị trí để có thể ngăn chặn Canavi bị chặt, sử dụng chim mồi để có thể đẩy lui Zed. Trong khi đó ở khu vực hang rồng thì Nai đã dựng một bức tường lên để chia cắt đội hình T1. Đại băng tiễn bắn vào không dính ai cả, nhưng Honor đang gặp nguy hiểm ở trong hang rồng. Anh ta đang bị làm choáng, rồng còn thấp máu. Honor quyết định mở và rồng dành cho Canavi, nhưng Canavi đã phải trả giá bằng chính mạng của mình. T1 thì còn đủ đội hình, họ đang đánh chung lại với nhau, họ đang che chắn cho nhau. Rất bật chiến binh tận thế lên tìm kiếm điểm hạ gục của mình, đó là Ruler, nhưng Ruler đã lùi khá xa khỏi khu vực giao tranh. Đội hình T1 vẫn đang dẫn về phía của Nai và Ruler. Họ có rồng gió, đối phương cũng có một, tốc độ chuyển của họ không thua kém là bao nhiêu cả. Phía bên này định mệnh phải gọi được chung để bắt Missing. Và hỗ trợ của Jindong vẫn kịp tốc biến đi, cố gắng dùng thất tiễn xạ để có thể làm chậm đối phương. Nhưng anh ta còn đúng một chấm máu và rớt được nhường mạng. Một sự lựa chọn mềm và độ hiệu quả cao dành cho vị của T1. Một pha kiểm soát bùa đỏ của Missing và Canavi. Sau đó họ di chuyển ngược về, dịch chuyển chặn đường. T1 tổ chức một pha tấn công Missing, người không có tốc biến. Faker có mặt ở đây, Missing không còn đường lui, hỗ trợ của Jindong kẹt trong hang rồng. Nhưng phía bên này thì Canavi cũng tốc biến thoát được, Missing thì không. 369 bị làm chậm lại, Honor xuyên tập kích thành công. Faker đang xỉa từ tầm xa, nhưng đường trên của Jindong vẫn có thể đi bộ về được. Baron có lẽ sẽ là một cái đích đến được nhắm tới dành cho cả hai đội tuyển ở trong những cái tình huống tiếp theo. Lượng tầm nhìn đối phía T1 là có, nhưng mà lượng tầm nhìn gần khu vực hang Baron đối phía Jindong cũng đang đủ để giúp cho họ không tốn quá nhiều thời gian di chuyển. Đại băng tiễn nó trúng vào Honor, quăng địa chấn sẵn sàng. Honor bị dính CC liên tục và anh ta không tỉnh được. Phía bên này thì mình phải gọi bắt buộc phải được dùng để cứu Keria. Lợi thế về người, đặc biệt là lợi thế trừng phạt dành cho Jindong. Và giờ đây thì T1 đang phải cố gắng làm mềm đồn đối phương, không cho phép họ tiến vào khu vực hang Baron. Không chạy được với cú đại băng tiễn, cái độ chuẩn xác cực kỳ cao đến từ Missing. Nhưng T1 sẽ đánh ở con Baron này. Zed đứng trên mắt và anh ta đã bị phát hiện ra. Bật chiến binh tận thế cố gắng tăng tốc, tốc biến né khỏi quăng địa chấn. Nhưng Canavi với phong hồ di chuyển rất nhanh, bắt được Zed. Hạt thông nổ không được kích hoạt thành công và Zed gục ngã. Hai mạng, lợi thế 5-3 dành cho Jindong ở hang Baron. T1 có lẽ sẽ buông bỏ. Họ sẽ buông bỏ con Baron để có thể hình thành sức mạnh linh hồn rồng gió với việc di chuyển xuống cánh dưới. Một tình huống chiếm tầm nhìn và khuếch đại những cái lợi thế rất tốt đến từ bên phía của Jindong Gaming. Sự cố gắng đến từ bên phía của T1 trong việc đứng ở khu vực đường giữa giữ tầm nhìn, nhưng họ đã không thể né được pha đại băng tiện khuất tầm nhìn của Missing ở một góc bắn cũng khá bất ngờ. Không và có thời gì. Gian làm choáng đó là quá lâu đối với Honor. Baron cực kỳ thành công. Jindong đã có được hai trụ đường giữa, Honor bị làm mềm liên tục. Zed từ phía cánh lao vào dùng xiên xích địa ngục vào Nai, nhưng có Canavi đứng đợi. Faker lao vào đẩy được Ruler về và Honor hứng mạng sách đao dành cho Zed. Hợp chất điên loạn thả cực kỳ đẹp và Missing cũng nằm luôn, nhưng 369 đang quậy. Anh ta cố gắng quậy thì Faker đứng yên và xỉa. 369 chịu không đổ sát thương của T1 và T1 quét sạch Jindong. Và đó là Faker với con bài Azi của anh ta. Ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì T1 nhìn về phía đường giữa của họ và họ có Faker, hoàng đế của Surima vẫn sẵn sàng để tạo đột biến. T1 muốn end game. Và Ruler mặc dù đã tốc biến vẫn phải gục ngã. Chỉ một pha giao tranh thôi, Faker xóa bỏ hoàn toàn lợi thế của Jindong. Cú đại bằng tiền trong tuyệt vọng của Missing. T1 vươn lên dẫn trước 2-1. Không thể nào tin được. Không thể nào tin được với màn trình diện của Faker trong cái kỳ chung kết thế giới năm nay. Khủng khiếp. Đó là tố chất ngôi sao. Và cũng đừng quên chiếu một cái spotlight thẳng vào Honor ngày hôm nay.
3 thì không có gì ở máu nó quá mạnh như là Kathleen, nhưng khả năng hỗ trợ của nó và khả năng xoay tua trên bản đồ sẽ là một cái điều mà team One họ hướng tới nhiều hơn, và nó an toàn hơn nhiều so với lựa chọn Kathleen. Và quyết định của họ là con ba này. Kira kêu là đợt này battle không có thôi, để em gọi là cosplay tạm tí. Đánh bộ tướng cũng rất là giống khi liên tục sử dụng con ba này. Và đây là một đội hình mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không cảm nhận được bất kỳ sự chênh lệch nào trong giai đoạn cấm chọn cả. Hai đội đều có những gì mà họ muốn, hai đội đều có những câu trả lời rất xác đáng cho những lựa chọn của nhau. Vấn đề bây giờ chỉ là xử lý kỹ năng và vận hành thôi. Đúng là như vậy, tôi cảm nhận là trong ván thiêu này xử lý kỹ năng mới chính là cái vấn đề lớn nhất, và việc mà di chuyển như thế nào, xử lý như thế nào mới là cái điều quan trọng. Còn về chất tứa thì tôi nghĩ rằng cả hai team đều có những cái điều kiện nhất định. Cua được kiểm soát bởi Honor, không biết ai sẽ là người lên cấp độ 6 trước, Honor hay là Calavi đây. Và ăn con cua này thì không biết là có đủ không, không vẫn được. Chưa được ăn cua bởi Honor. Và cua được Calavi ăn, không biết là đập cấp độ 6 hay chưa. Đường trên thì 369 đã tấn công. Mở rồi, Nai là người đang bị giữ chân lại, nhưng mà Faker vào không kịp. Cua đã ăn xong, Tin Đông đang lui về. Nai đi vào hang rồng chậm một nhịp, tóc miếng làm choáng thành công. Và Nai bị hất tung lên sau ba combo kỳ kích, vẫn xoáy kịp nhưng phân chiến hạ đem về chiến công đầu cho Faker. Đội hình của T1 họ lui về được và hành trình kỳ diệu. Sau đó bộ ba của Tin Đông đi thẳng vào nhưng hai người bị làm choáng. Tuy nhiên Faker không còn đường lui. Và xe là mạng dành cho Ruler. Còn đường trên thì sao, là 369 bị tấn công bởi Zed. Và 369 tạm thời sẽ an toàn một tình huống kịp thời xoáy bởi này. Nó rất quan trọng ở pha thi đấu vừa rồi để giúp cho JDG họ bồi sát thương vào. Và sau đó thì cái chiêu cuối của Umayushi nó lại không chính xác ở tình huống đó. Từ đó thì JDG họ mới có nhịp để đánh lên và lấy mạng của Faker. Tạm thời chiến công đầu nó lại thuộc về Faker. Ruler có mặt ở đường trên rất bất ngờ và điện đạt đến điểm được kích hoạt. Zed đã chạy kịp bằng việc bung tất cả mọi thứ anh ta có. Đó là chiêu cuối. Và lấy được cái chiêu cuối của Ruler trong tình huống này cũng gọi là ổn. Như bây giờ thì JDG họ đã kiểm soát con sứ giả khe nước này tốt hơn so với đối phương, và hơn nữa thì họ để cho Ruler chạy thẳng lên đường trên. Với việc của Ruler, anh ta có thế chủ động hơn trong việc kiểm soát lấy ở đường dưới này. Sứ giả đã có dành Calavi, và anh ta còn lấy được cái hồn dành cho con bài này, con bài béo vét này ta lướt qua tường đã luôn, không dùng tiền Ruler luôn. Đội hình của Tin Đông đang tràn hết lên cánh trên, và T1 đã bị đẩy lui. Họ sẽ mất một đợt lính khá là lớn. Đợt lính này đợt lính có xe, cho nên cái khả năng phá trụ của Tin Đông cũng sẽ được kích hoạt lên rất nhiều. T1 kéo người lên, Faker tiến tới, Faker dính xiên xích địa ngục và anh ta bị hóa cốc. Anh ta cố gắng lui về, phân chia thiên hạ chưa hồi. Tại sao lại Faker lại di chuyển một cách hớ hênh như vậy? JDG họ cảm nhận được cái bước di chuyển vừa rồi của Faker, và ngay lập tức họ bắt một con Azir không có tốc biến ở pha thiếu này. Anh ta sẽ ở lại đẩy thêm một wave nữa và sau đó sẽ lùi về. Nhưng bây giờ tận dụng thời điểm mà đối phương sẽ không thể nào biến về được đường dưới, đường trên này, cặp đôi đường dưới không thể nào biến về được, thì Honor là người kích hoạt con rồng này trước và không có tầm nhìn quanh khu vực hàng rồng. Tình huống vừa rồi cản thành công bởi Zed, nó sẽ khiến cho T1 họ có thể sẽ có được con rồng đầu tiên, là con rồng hóa kỹ. Rồng đầu tiên được ăn ở phút thứ 11 của ván đấu là một con rồng khá trễ. Tôi không biết là có kịp để chúng ta có được linh hồn rồng ở trong ván đấu này hay không, nhưng mà chắc chắn là linh hồn rồng ngon nha. Tại vì rồng hóa kỹ 1, rồng chó 2, còn lại là toàn rồng ngon thôi. Tôi nghĩ rằng team nào mà có được cái cơ hội kiểm soát mục tiêu lớn sẽ là đội tuyển có rất nhiều lợi thế trong việc kiểm soát mục tiêu lớn. Bởi vì ở trong ván thiêu này thì không có những vị tướng có khả năng chống chịu tốt, nên là Paycheck sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng ở trong tiểu này, Zed đang đẩy cao đường trên. Gumayushi cùng với cả Caria cùng với cả Honor đã bắt đầu di chuyển ra hàng sứ giả. T1 đang muốn cạnh tranh, Faker có dịch chuyển, anh ta chưa dịch chuyển nha. Nai là người bấm dịch chuyển trước, Faker bây giờ bấm dịch chuyển vào gần đồng đội của mình hơn. Anh ta sẽ đáp xuống trễ hơn một tí, đã kịp có mặt cùng đồng đội. Đó là sứ giả dành cho Tin Đông. Họ giữ chân Calavi lại phía bên này, cú xoáy đã trúng của Messi mất khá nhiều máu. Calavi bị kẹt lại, anh ta cố gắng lướt. Phía bên này là Zed bị giữ chân lại, sử dụng chiêu phối chặt vào Calavi. Nhưng người đi rừng của Tin Đông vẫn sâu. Ruler tiện đạt đỉnh điểm, Ruler chưa dẫn vào quá sâu. 369 chặt vào Zed, Ruler đổi mục tiêu và anh ta cũng không tiếp cận vào Zed. Hai bên đang quyết định rằng có lẽ không giao tranh nữa. Và xe là con sứ giả thuộc về các thành viên của JDG, bởi Calavi đã kết hợp phú quy cùng với trừng phạt để sốc sát thương con sứ giả này. Và ngay lập tức thì JDG họ rút về và tạm thời họ lấy được mục tiêu, mất đi cái tấp biến trên người của Calavi. Là Calavi thì đã bị yếu đi rất nhiều rồi. Tạm thời các thành viên của T1 họ kích hoạt con rồng này trước, nhưng ngay lập tức họ rút ra bởi vì Ruler đã đẩy ở giữa này. Ôi Calavi đi cạnh trên gì nữa này, Calavi! Calavi vẫn sống bằng một cách nào đó, một hành trình kỳ cục, và Calavi quyết định tiến thẳng vào trụ của đối phương nhưng anh ta vẫn sống. Tuy nhiên làm sao cạnh tranh được rồng đây? Anh ta đang cố gắng hồi máu với việc là anh ta đang tấn công mã chim này. Nhưng bây giờ T1 là người kích hoạt con rồng lên,
Gaddafi, anh ta hút chết ở pha từ đâu rồi. Nhưng rõ ràng là JDG họ đang chờ cái chiêu cuối cùng rồi. Bây giờ thì sứ giả được kích. Tiến Đông vẫn có thể có được trụ bởi vì một cú hút của sứ giả kết hợp với sát thương. Kyria đã hóa vàng trụ. Con ba phát huy tác dụng, tốc biến lên không làm choáng được ai cả. Tiến Đông vẫn kịp lùi về. Nhưng con sứ giả đã bị vô hiệu hóa. Gaddafi quyết định, ôi rớt lao vào giữa chân được hai người. Nhưng anh ta cũng phải rút ra ngay lập tức bởi vì Ruler vẫn đứng ở phía ngoài. Xoáy hai người, Gaddafi có được mạng hạ gục. Anh ta đang đứng trong trụ, anh ta bị trụ bắn và Kubayushi là người được có cái mạng hạ gục đó. Và chỉ là một đổi một mà thôi, T1 họ vẫn giữ được cái trụ đầu tiên ở đường giữa với cái thiên mệnh khả biến trên người của Kyria. Với đội hình của Jindong thì tốc độ hoang Baron của họ rất nhanh với 4 nguồn sát thương. Kyria bị chính lệnh sóng âm và anh ta gục ngã khi Ruler lướt tới. Không có tấp biến, Kyria ngay lập tức tấp hơi. Và anh ta phải nằm xuống với cái lệnh sóng âm trên người của Nai. Nhưng ở giao tranh tiếp theo thì Kyria có thể sẽ có tấp biến rồi, đặc biệt là con rồng. Nhưng mất đi một người, JDG họ can thả đứng giữa. Umayoshi phải tấp biến bỏ chạy, Honor đang đứng ôm trụ. Người dịch chuyển về là Faker. Rớt chặn đường của Gaddafi, Gaddafi cố gắng lướt đi, lướt qua lướt lại vẫn bị làm chậm. Và anh ta không thể nào chạy được, đã bị giữ chân lại và Faker là người có mạng. Và đây là mạng rất quan trọng, một tình huống cố gắng dướn sâu bởi JDG để cố gắng lấy mạng Umayoshi nhưng họ thất bại ở trong tình huống này. Và từ đó T1 phản công thành công, khiến cho Gaddafi vừa mất mạng vừa mất đi một phép bổ trợ rất quan trọng là tấp biến. Bây giờ Baron còn thềm dòng theo như gương, từ T1 họ muốn ăn Baron chăng? Đúng, họ đang lời trừng phạt. 15 giây nữa, 16 giây nữa Gaddafi mới hồi sinh. Và tốc độ ăn Baron của bên phía T1 cũng khá nhanh, nhưng hãy chú ý rằng họ đang không có tốc biến của Umayoshi. Baker thì còn đầy đủ tài nguyên. 369 tiến vào quả cầu rồi được đặt vào. Ui. Đó là Baron chạy được T1, họ chạy được hết với anh trên kia chiều. Một điểm nữa mà T1 quyết định Baron và họ tham minh được cái thời gian hồi chiêu cuối của Nai. Nai đã sử dụng chiêu cuối để bắt vào người Kyria. Và từ đó ta không có lệnh sóng âm trong một giao tranh rất quan trọng quanh khu vực Baron. Đang có một hạt thông nổ, nhưng Jindong đang dấn về phía của Zed. Bắt buộc anh ta phải lùi ra bụi cỏ chặt ba một tí. Đội hình của Siêu Anh đang tập trung lại với nhau, chỉ có một người đứng lẻ mà thôi, đó là Zed. Cũng đang bắt đầu dần di chuyển về với đồng đội của mình. Kyria đang bị bổ, nhưng lượng máu của anh ta còn khá nhiều. Honor lao vào không giữ chân được ai cả. Đó là Honor với con rồng thứ ba dành cho Siêu Anh. Nhưng anh ta đang bị giữ chân lại, anh ta combo được kỳ kích về phía sau. 369 cố gắng chặt vào Honor, nhưng không có nhiều sát thương. Faker lao vào hất được Missing mà thôi, nhưng ép được Nai bấm đồng hồ. Zed lao vào chặt chém, Faker dứt điểm được Gaddafi. Phía bên này Kyria tốc biến được qua tường với một chấm máu, nhưng 369 chặt tốt. Tuy nhiên chưa dứt điểm được Honor, trong khi đó Faker có double kill. Ba thành viên còn lại cũng như là bỏ chạy, nhưng Umayoshi dứt điểm 369. Một tình huống tuyệt vời của Faker. Faker hôm nay đánh quá bay đi. Anh ta nhìn thấy góc không có Ruler và ngay được tức là vào rất tấp biến để bắt được người Ruler, nhưng không thành công. Và T1 bây giờ họ đã có được con rồng, họ hướng tới cái trụ đầu tiên đứng giữa. Lượng tiền trên người của T1 đang là rất nhiều rồi, họ đã vươn lên rất trước về tiền. Họ có 3 rồng. Và đây các bạn có thể quan sát kỹ Faker, vì Ruler đứng ở một góc khác nên Faker mới tìm được cơ hội để lao vào. Và anh ta chớp đúng cái nhịp này để sử dụng phân chia thế hạ. Mặc dù chỉ trúng một người duy nhất là Missing mà thôi, nhưng Nai anh ta bấm đồng hồ và bị kẹt lại trong Roticaria bên này. Anh ta cố gắng giữ chân người Ruler càng lâu càng tốt để tránh việc Ruler quay trở lại xả sát người Faker. Hóa vàng được Ruler, Ruler bị hất tung, Ruler bị làm chậm, nhưng mà Ruler có đồng đội đứng kế bên. Khổng lồ hóa còn mấy giây nữa mới hồi, nhưng không cần dùng, Ruler vẫn sống. Gaddafi thấp máu đại địa chấn được chồng vào Honor. Faker sẽ tốt và dứt điểm được Gaddafi. Vua lợi Baron vẫn còn 18 giây nữa dành cho T1 và họ tiến vào hành trình kỳ diệu ba người. Nhưng Missing không bị dính cu quy đó, nhưng Zed lao vào giữ chân anh ta. Missing còn đúng một chấm máu, Missing sống, nhưng cái trụ hai đường trên của Jindong thì không tồn tại được nữa. T1 họ muốn đẩy tiếp, họ muốn đẩy tiếp. 369 một mình anh ta ở đường trên này mà thôi, đang chờ lính hết một lại Baron rồi, nhưng người của T1 vẫn đang còn đây. 3 tìm viên JDG phòng thủ bây giờ là 4 rồi. Quyết định của T1 đó là lùi về và chơi an toàn. Tiền trên người của họ đang có, họ sẽ về nhà để mua những cái món trang bị tiếp theo. Rất anh ta quyết định lên búa tiến công kết hợp móc diệt tỷ quái để anh ta có thể đẩy lẻ một cách mạnh mẽ. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tình huống mong Ruler anh ta sử dụng nhanh như điện qua tường. Và khi đó anh ta sẽ không còn công cụ để có thể chạy trốn, dính ngay một pha thiên mệnh khả biến và mất rất nhiều máu. Và sau đó thì bên phía của T1 họ căng thẳng lên, người bị giữ chân lại là Gaddafi. Và chỉ cần lao lên thôi là T1 họ đã có được rất nhiều tiên cơ để hướng tới những công trình của đối phương rồi. Và con rồng này là con rồng được ăn cả ngã về không bởi JDG. Mất con rồng này là Azir kết hợp với cả Zavan về late game vô cùng khó chịu.
và rớt ở trong ván thứ hai. Ta lên búa tấn công nhằm tách con bài ba, con bài ở chấp kia. Nai bị giữ chân lại, Faker đang di chuyển tới, ta có phân chia thiên hạ. Keria làm xuất sắc nhiệm vụ của mình và Faker chỉ cần đơn giản là dứt điểm Nai mà thôi. Điểm hạ gục thứ 8 dành cho bên phía của T1. Và giờ đây với lợi thế về người này, Jindong làm sao có thể giữ được trụ hai đường giữa đây. Unstoppable bởi Faker rồi. Họ đang chia người sang cả ba cánh. Một con Yone có búa tấn công bên một cánh, ba người còn lại ở cánh giữa. Trong đó thì Faker đẩy lẻ ở đường trên bởi vì anh ta có cát lưu động để lùi về. Và T1 bây giờ họ đang kiểm soát bản đồ vô cùng chặt chẽ. Họ đã khiến cho đối phương bị quay trong chóng. Họ sẽ lấy được trụ hai đường giữa. Đó là cái trụ thứ 5 mà T1 có được ở trong ván thi đấu thứ 4 này. Và khoảng cách về tiền đã được nới rộng lên gần con số 5.000 rồi. Jindong đang phải từ từ đi vào. Guma vẫn đang ở khu vực đường giữa. Kanavi mất máu nhiều quá. Tình huống đó thì đã có một pha top pin của Faker. Kanavi hết máu rồi. Faker xỉa quá chất lượng và Kanavi đã gục ngã. Cơ hội thắng giao tranh của Jindong bây giờ còn hay không? Vẫn còn. Ruler dứt điểm về Keria. Và ta đã bị dứt điểm với Guma Yushi. Xạ thủ của T1 bằng tốt. Và sau chính cung gục ngã với cú double kill cho Guma Yushi. Jindong không còn cơ hội nữa rồi. Và Ruler chính là nguồn hy vọng lớn nhất của JDG. Gục ngã chiếc họng súng của Guma Yushi. Qua thành công bởi T1 rồi, họ đã có được linh hồn rồng. Bây giờ họ sẽ hướng tới là con Baron để kết thúc ván thi đấu này. Một ván thi đấu mà quá bay bởi các thành viên của T1. Họ xử lý thông tin chuẩn mực, giao tranh chính xác. Và hơn nữa thì nó khiến cho con bài béo vét trong tay của Kanavi lên bảng điểm số tới tận 5 lần. Cái sát thương mà Faker gây ra vào người Kanavi là quá khủng khiếp. Con Azir 3 món trang bị lớn và 10 phong ấn hắc ám, nó khiến cho Kanavi đột tử. Và Kanavi anh ta còn bước chân qua lính cát, và đó là lý do mà khiến cho anh ta tụt máu không phanh. Các bạn nhìn thấy Ruler, thực ra Keria ở pha này cũng hơi vội vàng, Ruler xử lý cũng rất hay, nhưng một mình Guma Yushi với cái lượng đam vô cùng ảo với mấy khâu hơn. Anh ta bắn một mình cân đôi ở pha thi đấu này, một mình cân đôi và Guma Yushi có double kill. Nụ cười đã nở trên môi của xạ thủ nhà T1, bởi vì anh ta biết rằng chiếc vé vào trận chung kết đã nằm trong tay mình. Lúc này tất cả mọi thứ đều chỉ về một kịch bản giống như năm 2012. Cũng tại bán kết, cũng là cặp đấu giữa T1 và Jindong. Tỷ số có thể sẽ là 3-1 khi T1 tiến vào và dứt điểm ván đấu thứ tư này. Ba sao chính đang phòng ngự, nhưng anh ta làm được gì đây với hai con xe được cường hóa từ bùa lợi Baron và sức mạnh với bùa tiến công của Zed. Ở khu vực đường dưới, bốn thành viên còn lại của Jindong đang nỗ lực hết sức để có thể giải quyết được lĩnh, nhưng ở đường trên ba sao chính thật sự bất lực. Anh ta chẳng thể làm được gì cả. Xiên xích địa ngục cũng chỉ làm chậm Zed đúng nửa giây mà thôi. Nhà lĩnh đường trên của Jindong đã bị phá hủy. Kanavi cố gắng lao lên, nhưng Honor chỉ đơn giản là đi bộ ra. Sau khi đồng đội của anh ta tới thì quay ngược trở lại, xiên xích tung ra nhưng không trúng, nhưng nó có ý nghĩa khép góc đẩy lui đội hình của Jindong. T1 sẽ có thêm một nhà lính nữa. Họ có muốn đẩy xuống đường dưới hay không? Bùa lại Baron vẫn còn hơn một phút nữa, họ có thể tận dụng điều này. Hai cửa đã có rồi. Yone sẽ đứng bên cánh để tạo ra những cái áp lực nhất định. Một mình ta khiến cho đối phương gặp quá nhiều sự khó chịu. Còn đường dưới này, bốn thành viên của T1 đang đẩy tiếp. Nhà lính thứ ba và cũng là nhà lính cuối cùng của Jindong chuẩn bị phá hủy. Bắt buộc họ phải tràn lên, họ không có đường lui nữa. Làm gì cũng được, nhưng 10.000 tiền thì Jindong làm gì đây? Họ đang co cụm phòng ngự ở trụ bảo vệ nhà chính của mình. Rớt là người lao vào gạt nhẹ đối phương một tí rồi lui ra. T1 đang chờ đợi những pha bắn của những con xe có một lợi Baron. Kanavi lại bị xỉa và lại mất máu. Jindong đang phải lui ra. T1 phá trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên và thứ hai. Pha sâu chính đang phải lui. Jindong cố gắng tràn lên, nhưng đại địa chân đã được dọng và Ruler bị bắt lại. Anh ta bấm đi đặt đỉnh điểm và nằm xuống. Con đường hoàng kim của Ruler và Jindong bị chặn đứng bởi Faker và T1. Faker và T1 có mặt trong trận đấu cuối cùng. Và T1 liệu họ có là LPL Slayer hay không đây? Họ đã hủy diệt Seed 1 và Seed 2 của khu vực, Seed 3 của khu vực LPL rồi. Bây giờ còn Seed 4 ở trận chung kết nữa thôi. Họ sẽ đối đầu với Weibo Gaming ở trận chung kết. Và câu chuyện sẽ là liệu The Sign, God of Top hay là Faker đây? Hai God của chúng ta sẽ chỉ có một God xuất hiện ở trận chung kết mà thôi.
Tôi sẽ để cho T1 và fan của họ vui thêm một tí trước khi chúng ta nhắc về những điều rất là quen thuộc đang có dấu hiệu diễn ra trong năm 2023 này. Nhưng đây là lúc mà chúng ta cần phải tôn vinh lá cờ đầu của LCK. Họ giữ lại hy vọng của khu vực chủ nhà bằng cách loại đi hạt giống số 1 của LPL. Đó là nạn nhân thứ 3 của LPL đã gục ngã trước T1 tại chung kết thế giới 2023.